Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp. Để xem một căn nhà mặt tiền có diện tích 5m5 x 7m5, sổ hồng riêng, diện tích công nhận trên sổ là 37m2, một trệt một lầu đúc giả, sàn bê tông cốt thép, mặt tiền đường số 1 phường 4 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, gần khu Đại học Công nghiệp và chợ Gò Vấp, nằm gần các cái con đường Nguyễn Văn Nghi, Lê Lợi và Nguyễn Thái Sơn. Nhà có chủ kẹp tiền quá rồi cho nên là đại hạ giá chốt 3,85 tỷ luôn, trước đề rào là 4,4 tỷ, bây giờ chốt luôn 3,85 tỷ không thương lượng. Nhà hướng đông bắc, phường 4 Gò Vấp, tiện đi sân bay và các quận trên. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh Bán Nhà Gò Vấp để xem thêm những sản phẩm khác trong nhà mặt tiền giá rẻ Gò Vấp, hoặc là hãy Zalo Vũ 0906943839 để Vũ sẽ cung cấp thêm các cái sản phẩm phù hợp quý vị. Cảm ơn và thân ái chào tạm biệt. Mời quý vị tiếp tục xem phim và phần sau của đoạn phim này để có những cái căn mặt tiền khác đang bán. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp. Hôm nay kênh giới thiệu cho anh chị một căn mặt tiền tọa lạc tại đường Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà một trệt một lầu, diện tích 3m1 x 9, nở hậu, sổ hồng riêng, công nhận 20m2, diện tích thực tế đang sử dụng là đất 29m2, sàn 58m2. Con đường Nguyễn Duy Cung là một con đường nhỏ nhưng mà cũng khá là thông thường, và nó nằm chạy sát, nằm lọt giữa ba con đường lớn, đó là Quang Trung, Phan Huy Ích và Phạm Văn Bạch của phường 12, quận Gò Vấp. Đường xá các kiểu ở đây đang làm toàn phường lại đồng bộ cống hộp cho nên chắc chắn là mùa mưa này sẽ không còn ngập nữa. Tiền kinh doanh mua bán nhỏ, làm nail, làm tóc, bán hàng online, thời trang, vân vân. Nhà như hình, nhà đang cho thuê cho nên là quý vị vui lòng xem vị trí hoặc alo Vũ để biết thêm thông tin chi tiết căn nhà. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhận thông báo kênh. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và cảm ơn quý vị đã chú ý xem phim. Căn nhà này hướng bắc là thuộc cung Đông Tứ Trạch anh chị nhé. Giá 3,3 tỷ, còn thương lượng cho khách mua nhanh.